lấy thông tin của khách hàng. Đấy, đón khách hàng nhé. Nên việc của mình là đón khách hàng từ quầy lễ tân và lấy thông tin khách hàng, đo huyết áp. Đo huyết áp, sau đó ổn định thì mình mới cho làm bây giờ. Đấy, và mình sẽ khai thác xem là anh chị cô chú có đau ở đâu không. Mình khai thác trước đi đã. Ví dụ như cô chú đau ở đâu, phần nào nhiều, phần nào ít, để mình nắm được là mình biết là bị cho nên bị kia nhé. Đó là một phần. Đấy, sau khi vào làm thủ thuật thì nó có hai cái để làm, thì bọn em chỉ cần cho ít bằng ngày đâu. Ra tay là bọn em xoa đều lên, xoa bằng cái mô này này để cho người ta cảm giác như người ta thấy dễ chịu. Đấy, xoa. Thế thì ở trong cái bài làm của mình nó có hai cái vấn đề. Một là vấn đề huyết áp cao. Đấy, hai là vấn đề huyết áp thấp và huyết áp bình thường. Thế thì một là vấn đề huyết áp bình thường và huyết áp thấp thì ta sẽ làm từ trường cần này lên đến đại trụy, và huyết áp cao thì ta làm từ trên đại trụy xuống, là khai lưng nhé. Một các em quay này, một bắt đầu này, một này, hai này, ba. Cái thứ ba thì bọn em hơi giữ lâu một chút, nhấc tay lên này, dịch chuyển này, một này, hai này, ba, lâu hơn một chút, được chưa? Bạn nhấc tay lên dịch chuyển. Mà cái tay của các em là không được nhấc lên khỏi người khách hàng và bệnh nhân. Đấy, mà mình chạy nó trên da thôi thì nó không bị châm chích, thấy không? Đấy, ba này, một, hai, ba. Đấy, mày dẫm chân lên đấy. Ừ, dẫm chân chứ, mình phải nhấc chân lên như kiểu mình máy khâu ấy. Dạ. Đấy. Chị Kim cảm giác thấy không? Thấy ba lần không? Đấy, rõ ràng ba lần luôn, đúng không? Lên đến đại trụy đây nhé. Đây, đại trụy nào cùng này, đây cái nốt ruồi này đúng là đại trụy này, nốt ruồi dầu cổ đây này, nó mặc đúng đại trụy này, thấy không? Yeah. Đốt đại trụy là nó từ đốt C7 và C1, T1 giáp nhau, nó là đại trụy. Đấy, thế thì ba lần này, đấy, khi ba lần mình ta sẽ để nguyên điện, ta kéo, đây là huyết áp bình thường và huyết áp thấp nhá, ta sẽ làm từ dưới lên nhá, đấy, ta sẽ kéo này, kéo xuống trường cường. Đây, trường cường nó là L5N1 đấy, xương cùng cụt đấy. Đấy, nó là trường cường giữ lại 5-7 giây, cắt điện xong xoa này, nhìn này, xoa này, thấy chưa? Đấy, lên đến đây lại cấp điện vào. Đấy, cấp điện vào, ta kéo xuống hai lần này, lần thứ ba này, làm chậm tay thôi nhá, đừng đi nhanh nhá. Đấy, cũng không được chậm quá nhé. Đi chậm thôi. Đấy, ba lần. Sau khi mà khai thông động mạch rồi, ba lần rồi, thì ta làm nội bằng quang. Nội bằng quang thì nó từ huyệt kiên tỉnh này, cái kiên tỉnh thì nó ở chỗ lõm đầu vai này, thì một tay ta để trên này, đấy, một tay ta để trên này và một tay ta để dưới, ta cấp điện vào, đấy, và ta kéo hai cái tay này chậm nhau. Đấy, chạy theo trên cái đường cơ này nhé, đường bằng quang mà nhé. Đấy, cũng 3 lần đều hoàn chung. Sau mai cái này học lý thuyết là các em sẽ được học. Đây là tôi sẽ dựng để thực hành trước, lý thuyết sau nhé. Đấy, đúng chưa? Hoàn chung đây nhé, đỉnh mông này gọi là hoàn chung đấy. Hoàn chung trận viên cho đấy 3 lần. Đấy, và hết bên này thì ta lại chuyển sang bên này. Đấy, một tay kiên tỉnh nhé, song song kéo. Xuống đến hoàn trung, chật biên và hoàn trung. Phải giữ lại một tí, hiểu không? 5-7 giây nó mới có hiệu quả. Đấy, khi khai xong ba đường rồi thì ta sẽ